Bạn thích ngày hôm nay của Haru đó chính là ăn những loại thức ăn có màu đỏ. Thật châu. Nước ngọt vị cherry. Xúc xích xúc spaghetti. Kẹo đường. Chọn ớt hay là chọn nước ngọt? Cái gì đây? Ớt. Còn cà chua hay trộn ớt? Là gì đây? Trời, cà chua. Trời ơi, ghê quá. Thật quá, cà chua. Trái chỗ nào, trái chỗ nào? Đã có bình cứu quả tới đây. Kẹo bình xịt cứu quả vị chua. Trời ơi, nó chua. Thạch màu đỏ. Kẹo nổ. Chua. Kẹo gom hình tiết kem đánh răng. Kẹo dẻo vị chua. Chua chua ngọt ngọt.